nè, AD nó nè, AD nó nè. Cái mất giá hồi sinh điên đấy. Đỗ Xuân Đình chạy được. Đang chơi game mạng ngỏm cái hiểu vấn đề ngay. Mặt chả phải đang chơi game mạng ngỏm mà bình thường thì em đang like xong rồi mỗi lần sập thế mọi người toàn thấy bay hơn nửa view mà livestream chán rồi chán đã cày số thì chớ ngày nào cũng thế giết được trầm cảm vãi cứt ra. Thanh Sơn, để em tắt mấy anh FPV vào. Cái màu đỏ, phúc bác còn đang tranh lắm. Đây có được lắp mạng của thằng nhà mạng FPT đâu. Chị bảo chỗ chị ở là nó bắt lắp qua trung gian mà. Mạng xài như cái quần Sơn cha, quá đẹp mặt từ. Đại diện bông bí, khô máu với chung cư. Ngày nào em cũng bị mấy cây chứ, ít nhất là một lần. Thật sự luôn. Thiệt ly, em mới bị người yêu phản bội. Thì bỏ đi em chứ sao rồi. Bài học cuộc sống em ạ. Nói chung chị thấy bình thường mà, phản bội thì cho cút luôn chứ sao giờ. Mất đi một người tồi tệ, may mà biết sớm chứ em. Cho nên lúc cưới nhau rồi mà nó mới ngoại tình còn mệt hơn. Em phải cảm thấy mình may mắn bởi vì là bây giờ mới chỉ đang yêu nó thôi, hiểu không? Cấu máu địch trước. Lác mẹ game luôn. Nguyễn Minh Thành, mạng như xe. Đại diếp bông bứ, phản người dưới ngài. Con mệt. Thanh cảnh, mới vô xem lai chị mới suy nghĩ. Thế luôn, tớ trầm cảm với mọi người, mới biết nói nào, nó chán vậy. Thế mọi người bảo livestream cứ sập sập như thế thì Đỗ Xuân Đình, FP thì ít người lắp toàn lý do như này thôi. Khổ lắm, không phải là mưa nó vậy, ngày bình thường nó cũng vậy chứ không phải nguyên mưa. Anh không xem stream em ngày nào, anh hỏi mọi người, những anh em mà ngày nào xem stream em ngày nào nó cũng vậy hết á, chứ chả phải riêng gì ngày hôm nay mưa cả. Đắc Anh Giao, hay lắm chị ơi, ha ha. Ngày nào nó cũng vậy chứ không phải là nguyên hôm nay, mọi người hiểu không? Chiến của các ninja. Nice assist. Bên địch đã mất hết trụ. Lính sư cấp quân ta sẽ xuất hiện ở giữa. The iron defense line has disappeared. Ngày nào tối nào tôi chả xem chim em mà. Chả có ngày nào là nó không sập hết, ngày nắng ngày mưa, ngày nào cũng như ngày nào mà. Một tháng 30 ngày thì 30 ngày nó đều vậy. Thế đúng chán luôn á trời. Mình đúng kiểu sức chịu đựng kiểu ấy pro tao đấy, ngày nào cũng như vậy. Thanh cảnh làm cái chuối 15 trận đi. Mạng ấy.